nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối và giao thương giữa hai quốc gia. Hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội tới thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trở thành hãng hàng không duy nhất của Việt Nam khai thác đường bay này. Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước đã chính thức đi vào hoạt động với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật, được khai thác bằng máy bay phản lực hiện đại Airbus A321. Đường bay mới này sẽ nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Campuchia của Vietnam Airlines lên 5 đường bay từ cuối tháng 10 năm 2024 và tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia sẽ lên tới 86 chuyến bay mỗi tuần. Sau lễ khai trương, chuyến bay khai trương mang số hiệu VN923 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 17 giờ 10 phút ngày 27 tháng 10, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Phnom Penh lúc 19 giờ 5 phút cùng ngày. Thời gian bay thẳng chỉ 1 giờ 55 phút.